tiếp nối chương trình trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Dương Quốc Chính. Mỹ xâm lược Việt Nam thế nào? Cứ mỗi dịp tháng 4 là nhiều người lại ca bài ca Mỹ xâm lược Việt Nam. Mà trong số đó có không ít trí thức Tây học, thậm chí cả một số trí thức đang tự diễn biến. Dưới đây là comment mình trả lời một bạn hình như là đang ở Đức. Việc gì cũng có ngọn ngành của nó. Từ năm 54 đến năm 64, Mỹ chỉ cố vấn cho quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng hòa để xây dựng đất nước. Lúc đó hai miền giống nhau vì miền Bắc cũng có cố vấn và chuyên gia Nga tàu cả dân sự và quân sự. Từ sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ và sau khi quân Bắc Việt vào Nam tấn công các cái căn cứ Mỹ ở Việt Nam Cộng hòa thì Mỹ mới quyết định đem quân sang đánh nhau trực tiếp trên đất Việt Nam Cộng hòa. Quân Mỹ sang Việt Nam Cộng hòa là có sự ủng hộ chào đón của Việt Nam Cộng hòa là quân đồng minh của Việt Nam Cộng hòa. Lưu ý là quân Bắc Việt bắt đầu vượt tuyến vào Nam từ cuối năm 1959 sau nghị quyết Trung ương 15 quyết định giải phóng miền Nam bằng bạo lực cách mạng. Việc Mỹ ném bom miền Bắc cũng đều có nguyên nhân từ những cuộc tấn công vào quân đội Mỹ bắt đầu từ sự kiện Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Không rõ bản bảo Mỹ xâm lược Việt Nam là dựa vào lý lẽ nào. Sau đó, bạn ấy bổ sung định nghĩa về khái niệm xâm lược là Mỹ trực tiếp chiến đấu với quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì mới bị coi là xâm lược, tức là tự chế ra cái định nghĩa ngoài chuẩn mực quốc tế. Nếu theo tự điển của Cambridge, thì quân Bắc Triều Tiên có tham chiến ở miền Bắc, chết hơn 40 người còn trôn ở Bắc Giang. Quân Liên Xô sang điều khiển tên lửa bắn rụng John McCain. Rồi 320.000 lực quân Trung Quốc sang làm công binh và bắn máy bay thì cũng chính là xâm lược Việt Nam vậy. Tại sao lại không bị phe Cộng sản chửi là xâm lược? Hỏi tức là trả lời. Mình lại hỏi tiếp bằng ấy, tại sao quân đội Mỹ đổ sang Việt Nam Cộng Hòa mà lại phải đánh nhau với quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa? Thì bằng ấy không trả lời, nhưng lại có ý vòng vo vò là hai miền lúc đó là nội chiến nên quân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có mặt ở Việt Nam Cộng Hòa. Ồ, nội chiến thì có nghĩa là Trung Quốc, Liên Xô, Bắc Triều Tiên đang ngang nhiên xâm lược Việt Nam Cộng Hòa rồi vì hai miền đều tuyên bố chủ quyền cả nước. Vì ba nước kia đem quân vào Việt Nam đâu có xin phép Việt Nam Cộng Hòa đâu. Nếu xét là nội chiến thì coi như Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã xé cái hiệp định Geneva hay sao vì đem quân vượt tuyến vào Nam đấy. Nhưng Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ lại không bị quy trách nhiệm tương tự do không hề ký hiệp định đó. Lại phải lôi cái hiệp định Geneva ra thì rắc rối to. Tranh luận sẽ đi vào ngõ cụt. Tạm thời thế đã. Còn đây là một cái tút của một bác trí thức cao tuổi tự diễn biến bị anh em miền Nam vào chửi kinh quá. Đại ý là ngày 30 tháng 4 chỉ nên được coi là ngày vui của dân tộc vì là ngày thống nhất đất nước. Bác ý không gọi là ngày giải phóng thì cũng là tự diễn biến rồi đấy. ấy tự diễn biến đến rốn luôn rồi đấy chứ. Nhưng lại gọi là ngày vui vì đất nước thống nhất. Anh em vào chửi thậm tệ ý là thống nhất bằng bạo lực thì có gì mà vui vẻ. Ai vui chứ chúng tôi không vui. Ngày nay, theo mình thì lời ông Võ Văn Kiệt là chuẩn nhất. Ngày nay có triệu người vui và triệu người buồn. Vết thương chiến tranh quá khủng khiếp, nó vẫn gây chia rẽ dân tộc đến thế hệ thứ ba. Bây giờ các cháu trẻ trâu bò đỏ chắc chỉ học cấp 3 hay bộ đội non cũng ngoạc mồm ra mà chửi mỹ nguy như người lớn. Trung quy cũng là do chính quyền vẫn còn sợ bóng ma đã chết 45 năm rồi. Sợ cái bóng ma ấy hồi sinh. Tuyên giáo tài tình đến nỗi khiến cho nhiều trí thức ở đây tôi nói bần nông không chấp nhé. Tuyên giáo tài tình đến nỗi khiến cho nhiều trí thức hầu như không có kiến thức khách quan về Việt Nam Cộng Hòa hay quốc gia Việt Nam luôn. Thậm chí cả trí thức tự diễn biến, phản động cũng bị như vậy. Họ có thể chửi chế độ hiện tại không ra gì, nhưng nói đến chế độ cũ thì vẫn có thái độ hằng học, câm phẫn hoặc là dịu cợt. Trí thức xã nghĩa cơ bản là dốt lịch sử, nhưng cái họ dốt nhất chính là lịch sử về chế độ cũ. Không biết nó thế nào thì làm sao mà chửi nó được nhỉ? Vừa rồi là bài viết của tác giả Dương Quốc Chính. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau.